Hồ Triệu, một ẩn sĩ thời Tam Quốc, thời kỳ Đông Hán, ông từ chối lời mời gọi của Tào Tháo đưa vợ con qua phía nam sông Dương Tử đến đây cư trú, còn một mình thì lên núi ẩn cư chuyên cần học đạo, ban sáng bốc thuốc, cầm ca, ban đêm lặng lẽ tu luyện đạo giáo. Con trai ông để quan sát tình hình cha mình, mong ngày cha về đoàn tụ, ta lập đàn dưới chân núi, ngày ngày theo dõi ông, sáng thấy hương khói lan tỏa, đêm thấy ánh đèn ló sáng, có nghĩa là cha mình vẫn bình an. Vào năm Vũ Thái, Hồ Triệu qua đời dù không mắc bệnh gì. Dân làng nói rằng ông đã luyện thành đạo giáo và trở thành một vị tiên. Ông được coi là tổ tiên của đạo giáo ở núi Lĩnh Sơn. Để tưởng nhớ về ông, về sau thung lũng này được đặt tên là Vọng Tiên Cốc. Hôm nay thì mình sẽ dẫn các bạn tới tham quan thung lũng huyền bí này. Đường đi vào thung lũng rất là bằng phẳng, giao thông thuận tiện. Nó cũng cách trung tâm thành phố không quá xa. Mình chỉ mất khoảng hơn một tiếng đồng hồ để đến đó. Mùa xuân trên những vùng quê Giang Nam, mưa nhiều, khí hậu mát mẻ, cây cối đâm chồi, cảnh quan thôn quê rất là bình yên và thơ mộng. Đó, giờ thì chúng ta đã sắp đến nơi, từ xa chúng ta có thể thấy cảnh quan thung lũng. Xin chào các bạn. Mình là Phiêu Lưu Ký và bây giờ thì mình đang có mặt ở thung lũng Vọng Tiên, hay còn gọi là Vọng Tiên Cốc, thuộc thành phố Thượng Nhiêu của tỉnh Giang Tây. Cái khu du lịch này thì cách cái thành phố Thượng Nhiêu là 50 km. Và hôm nay thì mình có mặt ở đây để bắt đầu khám phá cái thung lũng tuyệt vời này. Đây là một thung lũng mà dịp gần đây rất là nổi tiếng trên mạng xã hội, trên TikTok của Trung Quốc. Đây là một khu du lịch được tích hợp bởi cảnh quan của dãy chùa chiền mà được xây dựng dọc theo hai cái vách núi thẳng đứng. Trông nó rất là hùng vĩ, rất là kỳ bí. Và được tích hợp với dòng sông rồi thác nước, các hệ thống sông ngòi rất là hoành tráng. Đây là một trong những cái khu du lịch, một trong những thung lũng mà dịp gần đây đặc biệt nổi tiếng trên mạng xã hội, trên TikTok của Trung Quốc. Đây là lý do mà hôm nay vì sao mà mình có mặt ở đây đi khám phá khu du lịch này, để tận mắt được chiêm ngưỡng, được mục sở thị cái khu du lịch, cái thung lũng này xem là nó hoành tráng đến đâu. Cái gì? Chữ này là chữ gì? Chữ phồn thể mình không nhìn ra. Hai chữ ở giữa là Wang San, Wang San. Đó, bây giờ thì mình bắt đầu đi từ trong nhà tiếp đón, nhà lễ tân này, và đi lên núi. Đấy. Xin chào. Bây giờ là mình bắt đầu đi từ vị trí này. Sau là coi như là mình sẽ đi một vòng. Đầu mùa xuân nên là lượng mưa nhiều. Ở đây mưa rất là nhiều, nên là nguồn nước rất là dồi dào. Nước, thác nước chảy ào ạt. Bên này cũng thế. Đi men theo sườn núi và sang bên núi này, tức là nó là một cái thung lũng và được tạo nên bởi một dòng suối, ở hai bên là hai vách đá dựng thẳng đứng, và tất cả những cái chùa chiền, những cái nhà nghỉ đều được xây dựng dọc theo cái men theo cái sườn núi, các bạn có thể để ý thấy. Các bạn xem, dòng nước chảy rất là xiết. Lúc nữa thì vào trong khu du lịch này thì còn có một dòng thác thì trên cao đổ xuống. Lượng nước nhiều như này thì chắc chắn là dòng thác sẽ rất là đẹp. Thung lũng này thì có bắt đầu từ thời Đông Hán,
sau lò đó đến thời Tam Quốc thì bắt đầu được khai thác, nhưng mà thực sự được xây dựng và đưa vào làm một cái khu nghỉ dưỡng, một khu du lịch thì chỉ trong khoảng vài năm trở lại đây. Bắt đầu từ cái thời điểm khai thác đến nay cũng chỉ có 5 năm, có được hoàn toàn trùng tu và xây dựng lại để trở thành một khu nghỉ dưỡng đẳng cấp và một khu nghỉ dưỡng đa chức năng. Wow, khung cảnh quá hùng vĩ và choáng ngợp đúng không các bạn? Vì cái dòng suối ở đây chảy rất là xiết này các bạn xem, nên là vào mùa hè thì đây là một trong những địa điểm lý tưởng để họ tổ chức các hoạt động chèo thuyền kayak, chèo thuyền mạo hiểm. Nước từ trên đỉnh núi chảy xuống tạo thành rất nhiều các dòng thác nhỏ, bò tung trắng xóa. Trong thung lũng Vọng Tiên thì không chỉ có cảnh đẹp mà còn có những cái truyền thuyết rất là hấp dẫn thú vị về vua Nghiêu và vua Thuấn. Vua Nghiêu và vua Thuấn là những cái vị minh quân, những người kiệt xuất trong lịch sử cổ đại của Trung Quốc. Mà về sau thì người đời đã dùng cái khái niệm này để chỉ những bậc thánh nhân. Đó, các bạn xem, dòng nước chảy xiết như này mà vào mùa hè được chơi thuyền mạo hiểm đây thì quá là đã phải không ạ? Tương truyền Vua Nghiêu cả đời sống thanh đạm giản dị, chuyên cần mà rất chính trực, quan tâm đến dân chúng. Vua Nghiêu không chỉ trị quốc giỏi mà còn khao khát nhân tài. Khi lên cầm quyền đã có kế hoạch chọn những nhân tài xuất chúng, vừa có năng lực vừa có chính kiến để làm người kế vị. Chính người con trai của ông đã dần dần bị loại khỏi danh sách kế vị vì họ không đủ những điều kiện mà ông cần. Cuối cùng thì ông đã chọn Hoàng đế Thuấn, một thủ lĩnh của liên minh 4 bộ tộc, được người đời sùng bá vì tài năng và lòng đức độ. Người ta nói rằng phong cảnh ở Giang Tây là độc nhất vô nhị, với những cảnh quan thiên nhiên tinh tế và đẹp xuất sắc, chẳng hạn như núi Lư Sơn, núi Tam Thanh, núi Vũ Công, Hồ Bá Dương, làng Vũ Nguyên, thủ đô gốm sứ Trung Quốc, cảnh Đức Trấn, v.v. Tất cả đều rất quen thuộc với mọi người. Còn hiện tại, sau khi được Sở Du lịch thành phố Thượng Nghiêu đổ 2,6 tỷ nhân dân tệ, tương đương với khoảng 10.000 tỷ Việt Nam đồng, vào xây dựng và trùng tu lại thì Vọng Tiên Cốc đã trở thành điểm tham quan hoàn toàn mới, nổi tiếng không kém gì các điểm tham quan truyền thống của Giang Tây, được mệnh danh là thế ngoại đảo viên của tỉnh này, là khu nghỉ dưỡng xa xỉ bậc nhất của tỉnh. Càng đi vào bên trong thì cái khung cảnh nó càng choáng ngợp. Dòng nước vẫn chảy rất là xiết, dòng nước cuồn cuộn. Trời bắt đầu mưa to rồi các bạn. Trời mưa to thì mình thì không lo. Trời mưa to thì không ảnh hưởng gì đến sức khỏe của mình cho lắm, nhưng mà sẽ ảnh hưởng đến việc là mình quay chôn. Nên là thời điểm này rất là muốn quay chôn, nhưng mà chôn của mình không chịu được nước. Càng vào bên trong thì khung cảnh còn choáng ngợp. Dòng nước chảy vô cùng xiết, ao ao đổ xuống. Trên này có một cây cầu bắc qua núi, nối liền ra hai vách đá. Trên vách núi dựng đứng cao tới hơn 110 mét, hàng chục homestay được mây mù và sương mai bao phủ xung quanh. Đỉnh núi chập trùng kéo dài trong hẻm núi quanh co nhỏ hẹp,
núi rừng xanh tươi, thác nước chảy xuống. Đơn giản đó chính là tiên cảnh mà chúng ta thường thấy trong các tác phẩm kiếm hiệp của nhà văn Kim Dung. Với giá phòng lên tới cả chục triệu đồng mỗi đêm mà vẫn luôn cháy phòng, các bạn thử tưởng tượng cảm giác sẽ như thế nào khi nghỉ đêm tại một trong những homestay treo leo giữa vách núi, đối diện là thác nước trắng xóa đổ ào ạt xuống thung lũng, mở cánh cửa sổ ra dõi tầm mắt, xa xa là những khu phố cổ yên bình, cổ kính, đầy chất thơ. Này, mình phải lấy ô ra rồi. Trời mưa to quá nên là không lấy ô ra này. Máy camera dính hết mưa. Các vách đá ở đây do bị bào mòn bởi nước xối xuống nên là bề mặt nhẵn nhụn, phẳng phiu. Kia có con thác rất là hùng vĩ các bạn. Hình như cái thác đấy là thác gọi là thác Bách Trượng, phải chăng? Pupu. Đó. Wow. Trông quả thác có hùng vĩ rồi các bạn. Nhìn từ xa nó trông như là một cái giải nước trắng xóa, tạo nên một lớp sương mù dày đặc. Khi tiếng nước đổ xuống ngày một rõ ràng, ào ào gầm rú bên tai, là lúc bạn có thể nhìn thấy thác nước chính, thác nước lớn nhất của thung lũng, chảy từ trên đỉnh núi ào ào trút xuống, rội xuống mặt suối bọt tung trắng xóa, mang đến một vẻ đẹp độc đáo. Về mặt chính diện của nó quay trông cái con thác nó càng kỳ vĩ, trông rất là hùng vĩ, kỳ ảo. Lớp mây mù dày đặc do dòng thác nước tạo ra bao phủ lấy xung quanh, khiến cho người ta cảm giác như lạc vào chốn bồng lái tiên cảnh. Đây chính là thác nước Bách Trượng, được gọi như vậy vì độ cao khác thường của nó. Trong các bạn thì mình tin là sẽ có nhiều bạn đã từng đến kênh hồ nhảy của Lễ Giang rồi phải không? Kênh hồ nhảy của Lễ Giang cũng thực sự là rất là hùng vĩ, rất là chóng ngợp. Cái thung lũng hồ nhảy đấy nó không nhiều thác như cái thung lũng này, nhưng mà cảnh quan của nó thì vô cùng là tráng lệ vì cái độ chảy, độ xiết của dòng chảy rất là kinh khủng. Cái độ xiết của dòng chảy nó còn mạnh mẽ, nó còn hùng vĩ hơn con sông này rất là nhiều. Nhìn từ xa trông thực sự là rất là choáng ngợp. Xá Củ Chan Tao. Xá Củ Chan Tao, đường bộ hành của thung lũng. Không nhìn rõ chữ. Thôi, cứ đi vào. Vào ngắm nghía xem nó là cái gì. Cảm giác như đi vào khu, cảm giác đi vào một nơi thâm sơn cùng cốc, rừng thông nước độc. Ồ, khai chi lì yếu dùm bảo chư đó. Yếu dùm bảo chư đó mà, ổ tông ưa lời. Tông quả chư à, mấy yếu chư đó à. 我都饿死了，叫我喝果汁。上面就有是吧？卷饼。这里有甜饼。甜饼啊。哦，美食街在里面了。好，那就走了。Tới đây thì bạn có thể hiểu được tại sao những ngọn núi ở Giang Tây luôn là nơi lý tưởng nhất để các sĩ phu, đạo nhân tới cư ngụ, sống ẩn dật vào thời cổ đại.
Lão bản chưa gì chỉ hiểu thang nguyên xua. Trưng cảng miếu giá à. Đây rồi, một quán lòng bò. Sớm mai được lão bản. Miếu giá 15 quay chén. Miếu giá phần 15. Lúa bộ miếu giá 22. Hãy xem. Hãy lấy phần bà. Ước là. Nó chứ đúng gì là. Cái này gọi là miếu giá. Tức là lòng bò. Một suất của nó là 22 tệ. Là 190.000. Là 90.000 chứ không phải 190.000. Sang cái xảo sứ câu dầu hả? Câu sứ chèn hả? Như ngoài sao cái đi khai nhẹ chỉnh mà sao liệu chỉnh hơn cái nhẹ chỉnh. Ờ, chứ nhẹ chỉnh hảo cần. Tái thiện thì mấy sao mà thì chứ nơi ăn gì đó. Quảng sang yếu tông quang xeo của rồi hơi bị cho hảo sao. Ai chứ lấy nhị chết cơ, ai chứ lấy. Chứ lì chả chứ cái khai sử. Na yêu chỗ đó hấn lì miên. Xem mà, na, tôi là, không, 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 好吃的，好，那看你们的，你们的牛杂是什么样子？好吃的，推荐给我朋友哈。第一架啊，从里面，从外面走进来就第一架啊。啊。嗯。不要让我失望哈。对，会吃的人绝对不会失望。嗯。Mùi vị rất là đậm đà, ngon. Sáng nay mình từ trên tàu xuống, chưa có gì trong bụng. Bắt taxi đi đến đây luôn. Nên là coi như là từ sáng là đói suốt. Vào đến đây cảnh đẹp quá, mải quay nên là cũng không để ý gì đến bụng đang reo. Nói trước với bà chủ quán là để xem cái chất lượng thế nào về giới thiệu với bạn. Nhưng là bà rất là phóng khoáng, cho rất là nhiều giọng. Một bát này là 90.000, nhưng mà nhiều lòng bò, có cả thịt viên. Wow, phong cảnh ở đây mới lãng mạn làm sao. Có một cầu vòm trông rất là đẹp. Hết khớp xe ơi. Ngoài cảnh đẹp thì khi đến Vọng Tiên Cốc vào mùa hè, chúng ta còn có thể tham gia vào trò chơi chèo thuyền kayak vô cùng là kích thích. Tất nhiên vào thời điểm này mình đến thì chịu, vì thứ nhất đang là mùa khô, lượng nước rất là ít. Hơn nữa là thời tiết đang còn tương đối lạnh, chẳng ai buồn chơi với những trò chơi dưới nước vào thời điểm này cả. Khu thắng cảnh Vọng Tiên Cốc về cơ bản được xây dựng mô phỏng giống hệt những ngôi làng cổ vùng Giang Tây, đều là những tòa nhà bằng đất nện màu vàng đất nguyên bản nhất. Đường xá lót bằng đá phiến, cầu vòm hình bán nguyệt, những căn nhà với bức tường dài sỏi và cửa sổ nhỏ bằng gỗ, đơn giản thanh nhã, gạch xanh, ngói đen, tường kiểu bờ đê, cửa sổ lưới và gần như đều có giếng trời trong mỗi căn nhà, kiểu kiến trúc rất đặc trưng của vùng Giang Tây.
Wow, đây toàn đá cuội, toàn tảng đá to. Nếu mà chèo thuyền ở đây thì có mà chẳng ngã vỡ đầu à. Ở đây có cả một con phố ăn uống này các bạn, phố ẩm thực. Lúc trước ở đằng trước thì mình lo là không có gì để ăn. Thực ra có thể để dành bụng người đến đây. Đến đây mới là cái phố ăn uống. Kiểu phố cổ được xây dựng thiết kế theo phong cách phố cổ, phục vụ cho ăn uống, làm một con phố ẩm thực như thế này thì rất là phổ biến ở Trung Quốc. Hạt rẻ nướng, kia là khoai nướng. Cả một con phố rất là dài. Vừa ăn xong đến bây giờ không có nhu cầu, không thấy có đòi hỏi nữa rồi, bụng bây giờ là yên ấm rồi. Đó, đây có một cái cây cầu vòm rất là thơ mộng, lãng mạn. Một cây cầu vòm, cả một cái khu du lịch rộng lớn như này thì không biết là họ đổ bao nhiêu tiền vào đây để đầu tư. Này các bạn xem, wow, quá là quy mô, quá là lớn. Thực ra thì cái phố cổ trong thung lũng này hoàn toàn là do họ cải tạo xây dựng lại. Chứ cái nền tảng ban đầu của cái khu du lịch này rất là nhỏ. Mình về mình sẽ tìm hiểu và giới thiệu với các bạn xem là nhà đầu tư nào đã đầu tư tiền của vào trong cái khu du lịch mà nó hoành tráng thế này. Bản nhạc thần thoại, bản nhạc thần thoại, các bạn nghe thấy chưa? Có vẻ nó phù hợp với lại cái quang cảnh, với cái bối cảnh ở trong cái khu vực này. Đó, càng đi vào gần thì những lời bài hát thần thoại nó càng rõ ràng. Ở đây có một cái quảng trường biểu diễn. Khi màn đêm buông xuống thì khu vực này sẽ là cái khu vực mà nhộn nhịp, náo nhiệt nhất. Đấy, đây có một quảng trường, có một cái sân khấu biểu diễn. Kia có một cái dòng thang nữa và bây giờ mình sẽ qua đó.
Thực ra thì con phố này còn rất là dài. Bạn nhìn đằng xa này, rất là dài, nhưng mà thôi, mình đi đến đây thôi, xong là vòng đi một vòng lên trên khu đền đài ở bên trên đỉnh núi. Thì nghe lời đồn đại của dân du lịch, cái thị trấn này nó thực sự hoành tráng, thực sự là đẹp và có sức hút mãnh liệt vào ban đêm. Khi mà ban đêm buông xuống thì cả một cái khu phố cổ bừng sáng, nó làm rạng ngời cả một vùng trời ở trong cái nơi thâm sơn cùng cốc như thế này. Khung cảnh phía trước mặt của mình trông đúng như là trong phim viễn tưởng luôn, đúng không các bạn? Nó huyền bí, kỳ ảo. Hôm nay ngày mưa nên thực ra như thế này là cũng không có nhiều khách lắm, thưa thớt. Đây có lò luyện linh đan. Cái lò này trông quen quen các bạn không? Rất là quen phải không? Chính xác nó chính là cái lò luyện Tôn Ngộ Không. Đây chính là dinh thự họ Hồ, hay còn gọi là nhà thờ tổ họ Hồ. Đây không chỉ là nơi thờ cúng tổ tiên của dòng họ Hồ mà còn là nơi tiến hành các hoạt động quan trọng như cưới hỏi, ma chay, là nơi diễn ra những buổi biểu diễn cưới hỏi theo phương thức truyền thống Trung Hoa cổ đại vào mỗi ngày, một trong những hoạt động biểu diễn văn hóa truyền thống nhiều ý nghĩa, du khách nên đến thưởng thức khi tới đây. Dinh thự họ Hồ sử dụng toàn bộ kết cấu bằng gỗ, là hệ thống 6 cột, 5 gian, 2 cửa vào và một sân hậu đình. Lối vào đầu tiên là tiền sảnh, xà chính chạm nổi bữa tiệc đào, ngụ ý thiên hạ thái bình. Bích họa phía trước chạm hình 5 con sư tử, ngụ ý 5 đời sum họp. Bích họa phía sau chạm các hình tượng cầu phúc an lành. Trên chân cột đá có khắc hoa văn như ý, ngụ ý cầu may mắn. Lối vào thứ hai là nhà thờ tổ, hay còn gọi là sảnh hưởng thụ, nơi đặt bài vị để thờ cúng. Trước mặt chúng ta là đền Tam Thần, là một trong số ít những ngôi đền được đặt theo tên của ba vị thần ở Giang Tây, còn có thể nói là trong phạm vi cả nước. Trong lịch sử, ở ngôi làng cổ Nham Phổ và những ngôi làng dọc theo cái hẻm núi này, có rất nhiều ngôi đền nhỏ như thế này, như đền thờ Thổ Địa, đền thờ Thần Núi, đền Thần Tài, đền thờ Long Vương, v.v. Chỉ còn giữ lại được ngôi đền Tam Thần này, cũng vì thế người dân ở nơi đây truyền tay nhau về sự thiêng liêng của nó.
Đó các bạn, mình đã đi lên đến vị trí này, tức là đã leo một cái đoạn đường là tương đối dài để đặt chân được lên đây. Lúc nãy là mình ở bên dưới, quay cảnh bên dưới. Bên này là con thác. Này các bạn xem. Rồi. Bây giờ thì mình sẽ đi dần lên cái ngọn tháp cao nhất kia. Và xong cũng coi như là kết thúc cuộc hành trình của mình. Đó, đi vòng lên đường này. Đi một vòng sẽ leo lên đỉnh tháp. Kìa, yeah, cái con tháp mà ban sáng mình quay ở dưới chân nó. Y suệ chính. Trời mưa gió suốt thế này, chịu, không thể bay được rồi. Chỉ quay được cảnh từ bên dưới xuống. Wow, trông cảnh tượng nó mới kỳ ảo làm sao phải không bạn? Ngõ Minh Thuyền nằm ở cuối phố Nhược Cốc, nơi có nhiều cửa hàng thủ công mỹ nghệ, bao gồm câu lạc bộ vẽ tranh Âu Giáng, cửa hàng giải tre, xưởng chế biến gỗ, cửa hàng đèn lồng, vân vân. Bạn có thể vẽ và làm những đồ thủ công mỹ nghệ, mây tre, gỗ mộc ở đây. Ở đây có rất là nhiều loài hoa này. Mà rốt cuộc hoa này là hoa giả hay là hoa thật thế này? Trông rất là đẹp, hoa thật đấy. Có nhiều ong bướm nữa bay nó đậu ở đây này. Đấy, rất lạ. Có bạn nào biết hoa này là hoa gì không? Ồ, cháo cưa lấu. Cháo cưa lấu. Đấy, chính là cái lầu cao nhất mà mình quay cái cảnh flycam có thể nhìn thấy. Còn bên này là đi đến cái vách núi treo leo. Thôi không lên trên cái tháp ở trên đỉnh nhá. Thời gian không ủng hộ mình rồi. Bây giờ mình đi theo đường này, đi ra vách núi treo leo xong là quay về trung tâm thôi. Bây giờ đã là 5 giờ rồi. 5 giờ chiều rồi. Đấy. Từ vị trí này thì mình có thể quan sát được tương đối rõ ràng toàn cảnh của cái khu du lịch này, của cái thung lũng này. Cái khu vực này chính là cái khu vực mà mình đi ban sáng. Còn cái vị trí này là cái điểm cuối cùng của khu danh lam thắng cảnh này. Đây, vị trí này có thể quay được toàn cảnh cả con thác lẫn cái khu trung tâm. Nào, đây chính là cái khu vực chính. Đây, có con thác ở đây. Nhìn từ xa dòng thác như một bức màn nước trắng xóa treo leo giữa vách núi dựng đứng, trông rất là kỳ vĩ. Vì thung lũng nhỏ hẹp lại rất sâu nên tiếng vọng tạo ra sự cộng hưởng, tiếng thác đổ ầm ầm như tiếng gầm rú, thể hiện khí thế hùng dũng, tráng lệ.
Cuối cùng thì chúng ta đã đến với khu vực cảnh quan chính của khu thắng cảnh này, đó chính là khu vực nhà treo Bách Hạc. Đó, bây giờ thì mình sẽ đi về. Có cần phải đi lên trên tầng nữa không? Bây giờ mấy giờ rồi? Hơi mệt quá. Người ta nói rằng trong trận đại hồng thủy năm xưa, có vô số con sếu trắng đã bay đến giải cứu những người dân trong làng bị nước bao vây co cụm trên vách đá. Vì vậy nó được đặt tên là vách đá Bách Hạc, nghĩa là vách đá sếu trắng. Hơi mệt quá. Vậy là đến đỉnh rồi. Khu vực này chính là điểm cao nhất. Vẫn còn một dãy nhà ở trên đỉnh nữa. Nhưng mà thôi, không lên nữa, quá mệt rồi. Chiều cao thẳng đứng của vách đá Bách Hạc là hơn 110m. Để khôi phục lại hình dáng hoành tráng năm xưa, họ đã dày công xây dựng lại những homestay bằng kết cấu gỗ và kính treo leo. Có thư viện trên vách đá, có nhà hàng trên vách đá và các đài quan sát trên cao. Đứng từ vị trí này có thể nhìn thấy rõ ràng cái đường hành lang mà ban sáng mình đi. Trời thì mưa, được một ngày trời thời tiết không ủng hộ, mưa suốt từ sáng đến chiều, nhưng mà cảnh thì đẹp nên là cũng được cái đó mất cái kia, không thể đòi hỏi một cách toàn vẹn quá các bạn nhỉ. Đó, vậy là coi như là mình cũng đã hoàn tất cái chuyến đi trong ngày hôm nay. Vì quang cảnh ở vị trí này cũng gần như là không còn gì rồi. Bây giờ thì mình sẽ gấp rút để quay trở về trung tâm. À đây, chắc là đi đường ngoài này. Thông bắt đầu vào mùa ra quả. Sau khi Hồ Chiêu trở thành tiên sĩ ở đây, nhiều nhà đạo giáo, phương sĩ vì ngưỡng mộ đã tới đây xây dựng những túp lều trên vách đá để tập luyện. Có lẽ là mình sẽ nói lời tạm biệt các bạn trong ngày hôm nay tại đây. Và hẹn gặp lại các bạn trong chuyến đi lần sau. Chúng ta sẽ cùng đi khám phá Vũ Nguyên, được coi là một trong những ngôi làng đẹp nhất của Trung Quốc, nhất là vào đầu xuân khi mà mùa hoa cải dầu bắt đầu nở rộ. Chân thành cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Và hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau. Thân ái chào tạm biệt.